Chị Liên ơi, người ta đi đâu cổ vũ mà đông thế này? À, họ đang đi cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta đá vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 đấy. Hoài thế chị nhỉ? Ừ, chị mát hết cả mặt. Em cũng bắt đầu thấy mát mặt rồi đấy. Chắc sau này em cũng phải mặc vest vào để đi cổ vũ, rồi hô hào cho nó máu. Em mặc vest, rồi hô hào, người ta lại tưởng em là chuyên gia tỉa nến đấy. Trong khi cô cậu còn đang đi dép lê, ăn mì tôm, thì chuyên gia nỗi gì? Người ta cười đấy.